này đi. Bay thiệt tình. Dạ chị xí bông nước muối em ơi. Ta giết mày luôn, cho mày súng luôn. Bữa mô mà không chắc là hỏi sao chắc nha. Mấy cái mụn này hút cũng đâu ra nó chỉ có cái mũi á, mũi là mắt tan mờ mờ luôn. Trời, chị bị chuyển qua nóng luôn rồi. Chị phải coi đi nghe, coi cái gió điều hòa ấy, nhưng mà cái gió mà không ra là cũng
Nhìn thử ra ngoài lên trên rồi em hay xuống dưới rồi. Được em. Chị lấy cây quá. Đó họ đứng họ gió đi đâu đúng không? Dạ. Em ơi, chị nhờ xíu em xuống em đưa cho chị hồi nãy vừa đi ra một hũ cây với gói bột á, kêu chị Loan gửi cho chị thôi, gửi riêng nha. Nó là chị hai của chị đó. Hồi chị ở quê mới ra là nhà chị là cô mang chị đó. Chị ở đây nhà cán bộ chị làm miễn thuế. Em chỉ là làm công an Đà Nẵng huấn luyện. Chị là giống mẹ chị đó. Chị là con mà nó tự nó qua thăm biết mà chưa qua được ở bên quận 3 bên Cầu Rồng. Hồi nữa tắm rửa bồn tắm cho chị đi. Tết gần tết thì bà mua quà bà gửi về mua dép mua giày đồ gửi về quê cho. Nói chung là tội nhận làm con luôn mà, chứ hồi nó còn nhỏ đi ra giống như cưu mang á. Hồi nó xin cho mà mẹ chị không cho chứ, xin làm con luôn kìa mà chị không cho.
Hồi nói chị học lớp 2 xong là chị không biết chữ là bên nó bài chị thêm đó. Chứ lớp 2 có biết gì đâu em. Bài thêm bài đêm. Bài